Giới thiệu với cô, đây là thư ký riêng của tổng giám đốc An Đông. Dạ chào chị. Còn cô gái da nâu này là thư ký của giám đốc bán hàng. Xin chào, tôi là Zenda. Còn anh là ai? Anh là một điều gì đó hết sức bí ẩn. Đây là Minh Trang, hoa hậu trang sức đó. Cứ như có điều kỳ diệu xảy ra vậy. Wow. Lạ quá. Trời ơi, tôi có nằm mơ không trời? Không thể nào mà tin vô mắt mình. Ngạc nhiên chưa? Bữa nay màu sắc trong công ty thay đổi đẹp quá sếp ơi. Quá đẹp mà quá sang luôn á sếp. Sếp sếp cái màu này hợp với sếp lắm á. Bữa nào mình đi rửa màu này sếp. Rồi cảm ơn. Dạ chào anh Đông, chào Mai Lan. Hôm nay cô đi làm sớm quá ha. Có bộ sưu tập mới nữa. Cái này chắc hàng hiệu đây. Dạ, trời ơi, em nghèo lắm, làm gì có tiền đâu mà mua nguyên bộ sưu tập hàng hiệu. Cái này có một cái à, nhưng mà đúng là đồ hiệu của D&G ạ. Nhiều người mong ước nghèo như cô mà không được. Anh Đông, chúng ta cần nói chuyện chút xíu. Vào phòng tôi. Ngày nào cậu cũng đi sớm được như thế này, tốt quá. Đó, cậu lại bị lây bệnh của anh Đông rồi phải không? Này, đêm qua mình cứ trầm trọc mãi cái chuyện của cậu á, không ngủ được vì cái vụ mà cậu nói là cậu chia tay với anh Đông á. Mọi chuyện thay đổi rồi, bây giờ đám cưới vẫn diễn ra như dự định. Ê, mày này, không ngờ là cái vụ màu sắc này mình nói và cậu đổi thật đó nha. Dễ sợ thiệt á. Mình muốn có một sự thay đổi đơn giản vậy thôi à. Bây giờ quay lại chuyện của cậu với An Đông đi. Thế giờ cậu kể cho mình nghe đi, anh ấy nói gì mà tự nhiên cậu thay đổi ý định vậy? Đi mà, cậu biết là lúc nào mình cũng quan tâm tới cậu chứ bộ. An Đông ơi, cái chuyện này là thế nào đây? Tự nhiên thay đổi vậy đó. Bàn trắng đổi thành đen, rồi tường gì sang xanh hết. Hình như là nghe đồn ai suối gì đó không biết nữa, phong thủy gì đó cũng biết. Vậy mà anh cũng đồng ý? Thôi đồng ý cho làm đại thì để tôi được yên thân tôi làm việc. Công ty đang gặp khó khăn về tài chính mà tự nhiên đổ tiền vào mấy cái đâu đâu. Đúng không? Không có liên quan gì tình hình tài chính của công ty á, tự bỏ tiền túi ra làm gì á. Thế cơ à? Này, động lực nào vậy? Tự trả lời giùm tôi luôn đi. Thế còn Huyền Diệu thì sao? Sao cô ấy có thể tin được là tôi nói với cô ấy là tôi bỏ đám cưới với Mai Lan, tôi cưới cô ấy được ta? Chắc khi đấy anh có một gương mặt thiên thần. Mặt tôi thiên thần. Em chào hai anh ạ. À Diệu ơi, một lát nữa mình tính tổng chi phí cho bộ sưu tập nha. Vâng ạ, nhưng mà đợi chị Tâm đến ạ. À chị có gọi điện cho em là do kẹt xe nên đến trễ ạ. Em qua xem chị đến chưa anh ạ. Một gương mặt hạnh phúc mà chúng ta chờ đợi. Vẫn xấu xí nhưng đầy vẻ lạc quan, yêu đời. Hôm nay chúng ta có vài cái tiểu tiết nhỏ. Tôi sẽ để vào phòng cuối. Gì đó, thiệp hả? Thiệp. Cẩn thận nha, dạo này ông viết cũng bạc mạng lắm. Yên tâm, cô ta sẽ chết lịm khi đọc nó. Ê, sao anh không làm một thứ để gửi cho Mai Lan? Mai Lan hả? Chứ sao nữa, bây giờ anh hãy viết về cảm xúc, cảm nghĩ của mình khi nghĩ tới hạnh phúc của hai người. Tôi đảm bảo Mai Lan sẽ bị thuần hóa. Cô ta sẽ trở nên dịu dàng. Mai Lan không có tin điều đó đâu, không có tác dụng gì hết á. Cô ấy nghĩ rằng tôi cưới cô ấy chẳng qua gì sợ mà đăng dương chia đôi công ty. Tạm thời thì tôi cũng đã quá giải được mối nghi ngờ này, nhưng mà chỉ là tạm thời thôi à. Tớ cần phải đặt lòng tin vào anh ấy. Tớ chả biết làm gì khác bây giờ nữa cả. Hôm đó tớ tự ái đùng đùng cho nên mới tuyên bố hủy bỏ đám cưới khi thấy anh ấy do dự nhắc đến nó. Nhưng đêm qua anh ấy đến, nói là rất cần tớ. Thôi kệ, tới đâu thì tới vậy. Rồi, vậy là mình hiểu rồi. Cậu đã xóa tan nghi ngờ là có một người phụ nữ thứ ba này đúng không? Anh ấy chối là không có chuyện đó. Cậu
cậu sao vậy Mai Lan? Trừ khi nào anh An Đông là một thằng điên, một thằng khùng, một kẻ mất trí thì mới công nhận với cậu rằng anh ấy ngoại tình và có một người thứ ba ngoài. Nhưng mà dù sao đi nữa thì mình cũng khuyên cậu hết sức cẩn thận. Thế thôi. Thú thật với cậu, để giữ được An Đông cho đến ngày hôm nay là tớ mất quá nhiều công sức rồi. Tớ đã dẹp bỏ bao nhiêu là tự ái chỉ vì quá yêu anh ấy. Nhưng mà tớ đã làm một điều mà không một ai có thể làm được, đó là anh ấy đồng ý kết hôn, đúng không? Và tớ sẽ không bao giờ từ bỏ ý định đó, nhất là vào giai đoạn quan trọng như thế này. Tớ sẽ làm mọi cách, làm tất cả những gì có thể để cho anh ấy nhận ra là không có ai quan trọng với anh ấy hơn mình. Không chỉnh chu quần áo đi còn đứng được ra đấy hả? Có định làm nghề biểu diễn hay không? Không phải là kéo lên như thế mà là tụt xuống. Chưa, con lạy mẹ, rõ chưa? Anh Hùng Long ạ. Quá đi. Chị Tâm đến chưa anh ạ? Cô đến đây làm gì? Chị Tâm đến rồi, bà đang rất là bận. Vâng, các sếp muốn gặp chị Tâm ạ. À, chị Hùng Long, đây là những cái mẫu vải may áo cưới của Mai Lan đó. Được rồi, để đấy, tí nữa tôi coi. Chị ạ, anh Mạnh và anh An Đông muốn gặp chị ở phòng họp để tính toán chi phí cho bộ sưu tập mới á. Chị đem bản dự toán theo luôn ạ. À, này cô kia, cô là ai mà đến đây ra lệnh cho người của tôi nhỉ? Hả? Tôi mới là người có cái quyền làm việc đó. Anh à, em chỉ thi hành lệnh tổng giám đốc thôi, em làm gì quá đáng đâu ạ. Cô nghe cho rõ này, lấy sạch giấy tay đi mà nghe này. Đây là khu vực của tôi có quyền điều hành ai đi ai ở, rõ chưa? Tôi đã nói là bà Tâm đang rất bận ở đây. Được, vậy thì em và các sếp sẽ tính toán chi phí. Còn vật liệu chất liệu như thế nào thì dùng như thế ấy. Anh đừng có nói là tại sao nhá. Này, đứng lại đi. Ai cho đi mà quay ngoắt lại như thế hả? Nghe tôi nói cho rõ đã. Bà Tâm, đi theo cô ấy. Thế rồi nói với các sếp là hãy cẩn thận. Đừng có bắt mình phải làm theo những cái đồ, những cái sản phẩm, những cái chất liệu đồ đểu. Nói chưa? Yên tâm đi Hùng Long ơi. Công việc của mình là vất vả lắm ấy, tôi xem bà yên tâm như thế nào. Biết rồi. Dịu chờ chị nha. Chị sẽ đi lấy những mẫu thiết kế và cái bản dự toán rồi đi ra. Vâng ạ. Mai Lan mà mặc những đồ cưới theo các cái mẫu này thì có thể nói là còn hơn cả bà Hoàng. Mai Lan không có tin đâu. Chuyện tôi không có bồ là cô ấy không bao giờ tin. Không bắt được tận tay, không dai được tận chán thì anh cứ chối cho đến khi chết. Thậm chí bắt được rồi mà vẫn cứ chối, chối đến độ mà cho người ta phải nghi ngờ lại bản thân họ thì thôi. Thì tôi làm vậy không? Nhưng mà tôi không thể hiểu được là tại sao Mai Lan cứ điên tiết lên, cứ ghen về anh chuyện bồ bịch, nhưng mà không có một tí manh mối, không có một chút gì. Hay là đoán mò? Nghề của nàng. Nhưng mà tôi thấy lạ lắm. Hình như mỗi khi gần Mai Lan tôi cảm thấy nó bất lực làm sao. Tôi thấy nó lạnh cảm lắm. Mà Mai Lan nhạy cảm điều này lắm. Có chuyện gì à? Sau khi hôn tạm biệt Quyền Diệu trở về thì Mai Lan vẫn chờ đợi tôi như mọi khi. Nhưng mà có điều lạ là tôi thấy trong người tôi nó khất khác. Tôi chỉ hôn tạm biệt Quyền Diệu rồi về thôi chứ không có gì hết. Sao nữa? Ức chế à? Nhưng mà tôi không biết phải khuyên anh thế nào nữa. Nhưng mà thực sự là tôi lo lắng á. Hôn Huyền Diệu mà không cần đề pa, về nhà với Mai Lan thì bị lãnh cảm. Chuyện lớn, chuyện lớn. Tôi thấy lo lắng trong lòng lắm, khó chịu nữa. Bởi vì tôi cảm giác là mình đang lừa dối hai người đàn bà. Tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Này, chả lẽ cậu muốn giữ anh An Đông, đặt anh ở trên giường để chiêm ngưỡng và nhìn ngắm anh ấy, thậm chí thờ anh ấy giống như là thờ một bức tượng thần hay sao? Tớ không có nói như vậy. Tớ nói là tớ đang và tớ sẽ chiến đấu và giành giật anh ấy bằng cả tâm hồn và thể xác. Cậu phải hiểu một điều, nếu như có một người phụ nữ đang muốn giành anh ấy từ tay của cậu thì có nghĩa là cậu đang chiến đấu với một người phụ nữ cực kỳ mạnh, có thể tương đương với một vị thần tình yêu đó. Thế cậu đã biết gì về con bé kia chưa? Tớ nghĩ là có đấy. Tớ nghĩ đó là một kẻ mà chúng ta đã bỏ qua cách đây không lâu. Đêm qua tớ tìm thấy hình của cô ta trong túi áo của An Đông. Minh Trang. Phải. Chứ không tại sao tự nhiên anh ấy lại bỏ hình của cô ta vào túi áo, đúng không? Hùng Long viết nè. Bà đưa tôi làm cái gì? Trời ơi, sao mà khó khăn quá vậy? Mới biểu lấy cái viết bây giờ đưa đó, đưa làm gì? Đưa đây. Rồi. Đợi đấy, nghe điện thoại đi. Rú rít lên, đau hết cả đầu. Alo, phòng thiết kế nghe đây. Dạ, dạ có ạ. Dạ, chị chờ một chút.
Hồng Long, điện thoại của anh. Không, tôi đang rất bận, tôi không muốn nghe vào lúc này hết. Người đẹp. Đàn bà. Ừ. Chà xúc động. Ừ. Giời ơi. Đi Diệu. Alo. Ai đấy? Ôi, người đẹp. Em đấy à? Sao bây giờ em mới điện thoại cho anh? Lâu lắm rồi không điện thoại nha. Không muốn gặp anh nữa phải không? Ừ. Đương nhiên là như vậy rồi. Nhưng đó không phải là lời xin lỗi đâu nha. Làm sao em có thể nghĩ như vậy được? Anh tin một điều là khi em đã điện thoại cho anh thì chắc chắn sẽ có những điều tốt đẹp sẽ đến. Anh đang chờ bữa đại tiệc của em đấy. Em sẽ mời anh đến dự buổi tiệc của em. Nhưng mà trước hết em muốn nhờ anh giúp em một việc. Ừ, em là người sòng phẳng và thẳng thắn nên như thế cơ à? Không phải như vậy đâu. Chuyện là vậy, tụi em sắp tổ chức ra mắt một sản phẩm mới. Ờ, em muốn nhờ anh giúp cho việc trình diễn và thiết kế quần áo cho người mẫu trong buổi lễ đó. Trước hết là cảm ơn em. Nhưng em quên mất một điều là em đang nói chuyện với một người vô cùng bận, thậm chí là không có thời gian để thở nữa. Anh đang phải hoàn thiện bộ sưu tập mới. Nhưng không phải anh đã hoàn thành những mẫu thiết kế ấy từ lâu rồi mà? Tất nhiên là xong rồi, và còn trên cả tuyệt vời nữa. Vậy không lẽ anh không thể nào dành cho tụi em một chút thời gian quý báu nào sao? Thì để anh suy nghĩ, anh sẽ trả lời em sau. Nhưng em có biết rằng là bây giờ anh ấy chính thức là đặc sản của SBBT. Này, tổng giám đốc của anh mà biết anh ngoại tình với bên em á, chắc chắn ông ta sẽ xé xác anh ra làm trăm mảnh và xé từng thớ thịt một để mà chấm muối ớt mà nhậu đấy. Em biết anh ta là ai không? Một con người vô... hả? Một con người có thể gọi là sô vanh ấy. Biết ai không? Không, anh ta là ai? Em là một người mà chuyên môn đi nước ngoài này, rồi đi mua đồ này, ký kết văn bản nọ kia ở nước ngoài, thì làm sao biết anh ta là ai? An Đông. An Đông? Em có thấy anh ta trên các tạp chí thời trang. Anh Hùng Long nè, cố nói anh ta cho anh sang giúp tụi em ít ngày, không tốn nhiều thời gian của anh đâu. Với anh Đông thì anh chả giúp gì được em đâu. Nhưng mà em thì lại khác nhá. Em là cô gái trẻ, đẹp, hấp dẫn. Ờ, có khi lại khác. Em hay đặt vấn đề với anh Đông như là này, cha của đứa trẻ kia, hãy cho con đi chơi với em, đi dạo dạo một buổi chiều. Có khi lại được ấy. Để em xem lại chuyện này đã. Có thể mời ban điều hành của công ty SBBT đến dự buổi lễ của tụi em. Biết đâu là một ý hay. Thì thế, suy nghĩ đi, rồi đến đặt vấn đề cho nó phải nhẽ, chắc là được. Nhưng em lo lỡ anh ta không đồng ý thì sao? Em nhầm hoàn toàn nhé. Không những An Đông nhận lời mà đòi cưới ngay em làm vợ nữa cơ. Ừ, hãy cảnh giác. Cảnh giác, Minh Trang ạ. Vâng, cảm ơn anh. Mang hình Minh Trang đây. Gì ạ? Anh có cần dùng đến nó nữa đâu. Để trong túi mà chẳng may xảy ra chuyện gì thì không hay tí nào. Mang đây. Còn nuối tiếc nữa. Mà tại sao anh dùng huyền diệu để che lấp cô gái này được nhỉ? Thì anh lắp đầu, chờ lắp. Tôi cho anh 1.5 giây để anh tạm biệt cô ta. Tạm biệt em bé Thanh Lưu. Rồi, mang đây. Tôi sẽ cất nó đi ngay sau đấy. Anh ăn đâu mà? Gì vậy em? Chị Tân đã đến phòng họp rồi ạ. Em vào phòng lấy máy tính và catalog ạ. À. Anh nên cẩn thận cùng yêu ngây thơ vào trong sáng này.
Trái tim hoàn toàn biết nó cần gì ở một người đàn bà và cần một người đàn bà như thế nào. Từ mùi hương của làn da, từ sự nhạy cảm của ánh mắt, tất cả nó được lan truyền từ trái tim qua trái tim. Với sự xả thân của em, sự thông minh và hiểu biết của em đã khiến anh hiểu rằng em là một thế giới nhỏ bé, an lành cho anh trú ngụ và thấy mình là một người đang vô cùng hạnh phúc. Em chết mất, chết vì yêu anh quá mất thôi. Dạ, tôi muốn nói với hai sếp là Hùng Long á, nói với tôi là yêu cầu đừng có thay đổi bất cứ chất liệu vải gì hết. Như chúng ta đã thỏa thuận là tôi biết là những cái loại vải đó rất là đắt tiền, nhưng mà cũng chính vì vậy cho nên bộ sưu tập vừa rồi chúng mình đã rất là thành công. Hy vọng rằng lần này á, bộ sưu tập cũng được như vậy. Chị yên tâm đi, chúng tôi không thay đổi bất cứ cái gì đâu như đã hứa. Dạ. Nhưng hôm nay chị có vẻ là hơi mệt mỏi phải không? Dạ đúng mà sếp ơi. Sao dạo này tôi thấy cái người tôi sao khó chịu quá, tôi hơi mệt mỏi. Chị Tâm à. Dạ. Tôi muốn hỏi chị một câu. Hình như là chị đã có lương hưu và được nghỉ ngơi rồi. Dạ đúng rồi. Mặc dù chúng tôi rất là mong muốn chị được làm việc ở đây. Dạ. Nhưng mà không phải vì lý do đó mà níu kéo chị trong khi chị mệt mỏi như vậy. Ê, dạ dạ. Dạ đâu có sao à. Chị Tâm mà nghỉ Hùng Long trao cổ từ từ. Chuyện đó là chuyện của chúng mình, không phải vì chuyện của chúng ta, chuyện của Hùng Long. Mà là níu kéo chị như vậy, cái sức khỏe của chị bây giờ nó mới là quan trọng hơn hết. Dạ dạ đúng rồi. Dạ tôi cảm ơn hai sếp đã quan tâm. Nhưng mà tôi muốn đi làm á là có hai lý do. Dạ một á là cái tiền mà trợ cấp lương hưu á nó không được nhiều. Còn hai á là biểu tôi ở trong nhà rồi không cho tôi làm gì chắc tôi chết quá à. Việc làm á là khiến con người tôi sống có ích hơn. Tôi nói ra như vậy á để muốn chị hiểu rằng là chúng tôi bao giờ cũng rất vui mừng khi có chị làm việc ở đây. À chị Tâm này, công ty vẫn chi trả đầy đủ các chi phí phụ cấp cho chị chưa? Dạ có ạ. Sau khi bộ sưu tập này ra mắt á, tôi sẽ cho chị nghỉ ngơi một thời gian. Chị có muốn đi du lịch nước ngoài không? Dạ cảm ơn hai sếp đã quan tâm cho tôi. Nhưng mà chuyện nó tính sao đi sếp. Tôi còn thích đi làm mà. Chúng ta bắt đầu hả anh ha? Không đời nào. Tôi đang phải đi ăn nhờ ở đậu nhà mấy người bạn như kẻ lang thang đây này. Bà vớ vẩn thật. Tôi mà có tiền tôi mua phát căn nhà chứ ai để cho thằng bé đi lê lết hết nhà người này sang nhà người khác như thế. Không nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng phải cố để cho thằng bé có điều kiện học hành tốt nhất. Bữa nhậu nào cơ? Thôi, tôi chịu thôi. Bà thông cảm với tôi. Bây giờ tôi chán nản mệt mỏi lắm. Không có đầu óc đâu mà nhậu nhẹt cả. Thế còn bà thì sao? Kế hoạch tối nay thế nào? Cũng không có gì á. Chán thế. Tôi thì đang phải ở nhờ nhà chị cùng văn phòng đây này. Bạn trai nào? Bạn điên à? Không có thì kể bà làm sao được. Yên tâm đi. Chắc chắn tối nay tôi sẽ đi với bà đấy. À mà mình đi cùng với ai nhỉ? Ờ được đấy. Ok, tôi bây giờ tự do rồi, có gì ràng buộc đâu mà sợ, kiểu gì tôi cũng chấp nhận được. Thôi đừng có nằm mơ nữa. Bây giờ ai thật lòng với mình thì mình gật đầu đi cho rồi. Đàn ông bây giờ làm gì có nhiều để bà lựa chọn đâu. Theo tôi ý, anh ý là được rồi đấy. Ok, hẹn gặp bà tối nay nhé, tạm biệt. Anh làm sao đấy? Vừa ăn canh hến à? Không cầm thư từ mà phân phát cho mọi người đi. Đi làm đi, đừng có mọc rễ ở đấy. Người ta đi qua đi lại quẩn chân. Chào chị ạ, chị cần gặp ai ạ? Dạ tôi cần gặp anh Hùng Long. À, ôi, em tên gì vậy? Dạ tôi là Minh Trang. Chị chờ một chút để tôi gọi điện cho anh ý. Ê, khoan. Trang có muốn phê dẫn Trang tới tận phòng anh Hằng Long không? Dạ. Thằng máy đằng kia kìa. Đi nhé. Dạ. Khỏi gọi đi. Đích thân tôi đưa cô ấy đi. Nào, chúng ta đi nhé.
lố bịch, dở hơi lại còn vô duyên. Vào đi. Ai xin Tùng? Dạ, chào chị. À, chị thấy được không? Rất được, tôi rất hài lòng. Anh làm tôi bất ngờ đấy, chỉ có 2 ngày đi vào mà nhìn công ty gần như thay đổi hoàn toàn bộ mặt. Nói thiệt với chị nha, chưa bao giờ tôi nhận công việc mà gấp gáp như vậy. Chỉ có 2 ngày thứ bảy chủ nhật thôi, tôi huy động tất cả nhân sự là công ty nè, thậm chí đem bên ngoài vô nữa đó. Vừa là thay poster nè, vừa là sơn phết công ty, vừa phải vệ sinh nữa, chị thấy cũng được chứ ha. Cho nên tôi biết anh là người tôi có thể tin cậy mà. Cảm ơn chị. Nè, chị xem bảng quyết toán đi. Rồi. Quên nữa. Nói thiệt với chị là sơn phết xong á, nhìn thì đẹp thì có đẹp á, nhưng mà sao mà thấy cứ màu xanh, màu xám, nó buồn buồn sao á. Nên tôi quyết định giữ lại cái ghế màu đỏ, để nó có điểm nhấn, mình có thể nhìn màu xanh, màu xám, màu đỏ cho nó vui ha. Tôi hoàn toàn đồng ý. Rồi. Cảm ơn anh. Cảm ơn chị. Rồi. Chào anh nhé. Vô đi. Xin giới thiệu với cô, đây là hai cô thư ký về tài chính và hành chính. Chào hai chị. Cô Thanh. Dạ. Bề bộn quá vậy. Còn cô Xanh nữa, sao ăn mặc lượm thượm quá vậy. Cô phải biết bảo vệ hình ảnh đẹp của công ty. Bác cái chuyện này để nó hoài. Dạ. Giới thiệu với cô, đây là thư ký riêng của tổng giám đốc An Đông. Dạ chào chị. Còn cô gái da nâu này là thư ký của giám đốc bán hàng. Xin chào, chào chị. Tôi là Zenda. Dạ. Còn anh là ai? Anh là một điều gì đó hết sức bí ẩn. Đây là Minh Trang, hoa hậu trang sức đó. Nhỏ là Minh Trang thiệt á hả? Bộ chưa thấy bao giờ hả? Chưa. Trời, tôi thấy cô này còn đẹp hơn hoa hậu năm vừa rồi nữa đó. Con nhỏ này là hoa hậu trang sức mà vừa là ca sĩ nữa đó. Lên sân khấu nó quậy dữ lắm. Vậy hả? Ừ. Đây là phòng thiết kế. Anh Hùng Long. Hùng Long, tiếp khách đi chứ. Cái gì? Anh ngẩng lên xem tôi mang đến gì đây nè. Chờ chút đã. Ngẩng lên. Ôi trời, người đẹp. Lâu lắm rồi không được gặp em. Biết bao lâu rồi, mình chưa gặp nhau chứ hả? Này, em có một cái tội rất lớn đấy nhá. Là tại làm sao vẻ đẹp cứ dai dẳng mãi thế này hả? Có bí quyết gì không? Ảnh á, lúc nào cũng biết cách làm người ta sung sướng á. Lại gần đây nào, cho anh hưởng một chút hương thơm của em. Lâu quá rồi không được gặp nhau. Nào. Nhiệm vụ tôi đã xong chưa? Anh có thể lượn được rồi đấy. Cô đẹp tôi không chịu nổi, lại đây xem nào. Thêm nhá. Này phê phê, hôn nhau này, hôn nhau này. Lượn. Cứ đứng đây mà hít hà, sờ xịt hít hà, sờ xịt hít hà. Cá kiếm vớ vẩn. Thế đấy. Này, em đẹp tôi chịu không nổi đấy. Hãy nói cho tôi biết nào, hiện nay đang ăn gọi gã nào? Muốn biết phải không? Biết. Có điều kiện đấy nha. Điều kiện gì? Giới thiệu giám đốc của anh cho em làm quen. Ôi, chuyện nhỏ cho con thỏ. Chỉ 5 phút nữa thôi, em sẽ được đối diện với kẻ sát nhân không gươm không giáo. Chà, da mặt của anh lúc này đẹp nha. Mua đôi giày bata trượt luôn được rồi đó. Cảm ơn em. Không đúng đâu. Giờ này đang xuống sắc đây này, nhìn thấy không? Đây này, cái túi già mắt này này, không thể nào chịu nổi. Nhăn hết đây này. Vậy hả? Hôm nào tối tao bị căng da mặt đấy. Em biết một chỗ chất lượng, thử hen. Cảm ơn em. Anh cũng biết một số chỗ. Nhưng mà có lẽ phải tìm cái nào tốt thì mình sẽ làm. Thử xem. Cô ta đang ở SBBT này á? Đúng, ngay ở tầng này. Con không nhầm đi chứ? Nhầm sẽ được mà nhầm. Chính mình đã thấy con bé dưỡng dẻo đi với lão Phê đi qua bàn làm việc của mình. Đã vậy lão Phê còn hoang hoang lên khoe với con mẹ nhiều chuyện. Mình thấy vậy mình mới điên lên vào đây nói cho cậu nghe đây này. Thế cô ta có hỏi gì về anh Đông không? Chưa, cô ấy còn đang đi tìm Hùng Long. Mà cậu không nhớ à, anh Đông đang họp với con bé Huyền Diệu ở trong phòng. Trong đó còn có cả bà Tâm với anh Mạnh bàn về việc ra bộ sưu tập mới. Thế bây giờ cậu tính làm cái gì? Cậu phải làm cái gì đi chứ. Không lẽ để cho con bé vào đây muốn làm gì làm à?
Nhưng mà thì cậu cũng nói là cô ta đi vào đây tìm Hùng Long chứ không phải tìm An Đông đâu. Khổ lắm, đó chỉ là cái cớ thôi. Con bé đủ khôn ngoan, không lẽ cậu nghĩ là nó vào cái công ty này rồi nó sồng sọc nó đòi gặp An Đông sao? Không hề, nó sẽ gặp Hùng Long trước, sau đó đi cửa sau và gặp An Đông. Như vậy có trời mà biết được, mình đoán là nó sẽ làm như thế đấy. Thôi, thế cậu cứ ở đây và bình tĩnh như thế này đi. Hãy cứ để nó làm cái gì thì nó làm. Không biết được chuyện nào thì đỡ khổ chuyện đó. Thế bây giờ cậu bảo mình phải làm gì bây giờ? Đi tới phòng của anh Hùng Long, nói thẳng vào mặt của nó rằng là cậu đã biết tòng biết toi nó muốn làm cái gì rồi. Và cậu cũng biết chuyện của nó với anh Đông rồi. Kêu nó mau biến khỏi công ty này và đừng làm những cái trò vớ vẩn đó ở đây, nhục lắm. Thế làm như vậy thì được cái gì nào? Với lại ta đã có bằng chứng gì đâu, có mỗi tấm hình của cô ta trong túi áo của anh Đông thôi mà. Cậu sao vậy? Cái đó không phải là bằng chứng à? Thế có bao giờ cậu để hình của một người đàn ông lão quắc hay một người dưng trong túi áo của cậu chưa? Nhưng mà ta thấy thế nào ấy? Hiểu rồi. Tóm lại là cậu không hề nghi ngờ gì về con bé kia. Không phải. Vấn đề là ta không muốn làm om sòm chuyện ở đây khi chưa có đủ bằng chứng. Nhỡ không phải thì xấu hổ lắm. Rồi. Vậy thì bây giờ, thưa cô cứ việc làm việc đi ha. Hãy để cho cái con bé nó ở ngoài kia, nó ỏng nghẹo, nó muốn làm gì thì làm. Rồi nó sẽ chinh phục anh An Đông, nó sẽ quyến rũ anh An Đông ngay tại trong cái công ty này. Rồi lúc đó cậu đau khổ, cậu khóc, cậu đừng có gọi tên mình ra nhá. Tớ không hề nói là tớ sẽ ngồi đây và mặc nó muốn làm gì thì làm nhá. Tớ chỉ nói là tớ không muốn làm om sòm chuyện khi mà chưa có đủ bằng chứng. Thôi bây giờ cậu về chỗ làm đi. Rồi xem nếu như mà cô ta đến gặp An Đông thì tớ đây báo ngay cho mình biết nghe chưa. Ok. Thế thôi, mình sẽ đi ra ngoài đó, mình sẽ lo tất cả mọi chuyện. Cậu biết mà, mình luôn quan tâm đến cậu. Bình tĩnh nhá. Và cái mẫu này á thì cần có một dây kéo bằng kim loại và hai cái nút gài. Anh An Đông mà, tiền lương của người mẫu Yến Nhi là 12 triệu, Như Hoa là 11 triệu và Hoàng Ngân là 10 triệu ạ. Em chọn Yến Nhi đi. Chị Tâm tính chi phí của bộ sưu tập dành cho Yến Nhi. Dạ. Tôi không muốn Hùng Long phải nổi điên lên nữa. Điện thoại kìa, Diệu. Nghe đi. Có ai gọi nó anh không có ở đây, bất cứ ai. Vâng ạ. Alo. Alo, cho gặp anh Đông đi. Anh ạ, anh An Đông đang rất bận ạ. Đây không là việc của cô mà cũng không phải là việc của tôi. Chuyển máy cho anh Đông, thế thôi. Anh ấy không tiếp bất cứ ai lúc này đâu anh ạ. Này nhá, cô biết là cô đang nói chuyện với ai không? Tôi là Hùng Long, chứ tôi không phải là cái người hầu kẻ hạ của người khác, rõ chưa? Đừng có để tôi phải nổi điên lên. Xin lỗi nhé, tôi đã dùng những động từ mạnh. Anh lúc nào mà không vậy? Cô đã nghe rõ chưa? Cô phải học cách nghe lời đi, chứ không phải tập tọng cái cách mà ra lệnh cho người khác. Chuyển máy cho anh Đông đi. Anh à, tôi chỉ tuân lệnh tổng giám đốc chứ tôi không hề ra lệnh đâu anh ạ. À. Chuyện gì vậy, Diệu? Dạ, anh Hùng Long muốn gặp anh, em nói anh không tiếp được mà anh ấy không chịu ạ. Cứ làm đúng y như là anh dặn nha. Hùng Long anh càng không muốn gặp. Anh Hùng Long ạ, anh ấy không tiếp bất cứ ai đâu mà, nhất là anh ấy. Không muốn nói chuyện bất kỳ ai à? Kể cả Minh Trang á? Ừ, nghe rõ này. Có ai nói là Minh Trang hiện nay đang ở chỗ tôi và đang rất muốn nói chuyện với tổng giám đốc nhá. Anh chờ chút. Đâu có chuyện gì đâu mà khó khăn em. Em cứ cúp máy đi. Hay là cúp không được để anh. Anh à, anh Hùng Long hỏi là anh có tiếp Minh Trang không ạ? Vậy em nói là anh không thể nào tiếp được ạ. Ủa cô ấy đang ở đâu vậy? Dạ ở chỗ anh Hùng Long ạ. Mà nếu anh bận anh không tiếp được thì em sẽ hẹn vào một ngày khác được không ạ? Quá không tiếp thì bất lịch sự. Thôi được rồi, nói Hùng Long mời vô phòng của anh tiếp. Vâng ạ. Anh Hùng Long ạ, anh An Đông mời cô Minh Trang qua phòng tổng giám đốc ạ. Thế nào, cô đã thấy cô bị dở hơi chưa? Ít nhất phải biết sếp của mình là ai chứ. Phải biết là điều gì quan trọng và điều gì là không quan trọng đối với An Đông chứ. Giờ ngươi. Đúng rồi, dập máy. Dập máy để chứng tỏ là thái độ của mình đang bực bội đây. Mà cô ta là ai vậy? Ôi giời, chả biết mô tả với em như thế nào. Có thể nói đây là một sinh vật của thời cận tiền sử còn
sót lại đấy. Lát nữa gặp thì em sẽ biết đang ở phòng tổng giám đốc đấy. Cẩn thận khi gặp em sẽ bị ngất xỉu đấy. Bởi vì em sẽ gặp cháu họ 10 đời của Khủng Long còn sót lại. Nói thật với em ấy, em phải tập cho mình một cái cách hít thở để mà thư giãn, để tránh cái trường hợp mà huyết áp bị tụt ấy, rồi dẫn đến tử vong bất ngờ đấy nhá. Em cứ thử cảm giác mạnh xem. Em sẽ thử. Nói thật nha, sau lần này á, chắc chắn em sẽ đóng được phim hành động. Thế còn công việc như thế này thì sao, anh mình lại bỏ dở ạ? Ở đây mình bàn cũng gần xong rồi phải không? Những chuyện còn lại thôi chị Tâm với Diệu bàn với lại Mạnh nè nha. Anh hay quá ha. Bỏ tôi làm việc một mình lại đi tiếp khách. Cảm ơn lòng tốt của anh. Mà cũng lạ thật đấy nhỉ. Vừa gặp lần đầu một cái là đòi lấy ngay. Tôi thì lại khác nhé. Tôi nhìn đàn bà đẹp ấy thì nói thật, cứ như nhìn vào bức vách mà rột nát ấy, chả cảm xúc gì cả. Riêng nhìn thấy em thì hơi xinh đẹp một tí, tôi cảm thấy hơi xao xuyến một tí. Còn ông ta thì chắc là rơi vào tâm địa chấn mất. Ý anh là sao hả? Có nghĩa là chồng em lấy em là nhờ can đảm hả? Tôi đang nói chuyện khác cơ. Là với anh ta gặp người đàn bà đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà chinh phục được thì tự cho mình là một người đàn ông rất là tuyệt vời. Và điều đó được chứng minh bằng số lượng người đàn bà đẹp đã từng chết và gục ngã trong vòng tay của anh ta. Tôi nói điều này ấy, cô sẽ được chứng minh ngay bây giờ. Và hết sức thận trọng khi gặp người đàn ông mà tôi vừa nói đấy nhé. Bởi vì nếu mà không thận trọng thì sẽ tan cửa nát nhà. Và cô sẽ trách là tôi không nói trước. Mà tôi cũng báo để cô biết là anh ta là người đàn ông sắp sửa lấy vợ. Đó chính là Mai Lan. Và bộ váy cưới do chính tay tôi làm đây này. Mặc dù vậy ấy, anh ta sẽ sẵn sàng dùng tất cả mọi thủ đoạn, mọi trò, mọi chiêu để chinh phục được người đàn bà đẹp theo đúng khẩu vị của mình. Anh đang cảnh báo sóng thần á hả? Từ từ không thôi em chạy mất tiêu bây giờ. Ủa mà anh đang nghĩ cái gì trong đầu anh vậy? Nghĩ là em đang tính có ý định quyến rũ anh ấy à? Không có chuyện đó đâu. Em không hề hứng thú với anh ăn đông của anh đâu. Em đang rất hạnh phúc với gia đình của em bây giờ. Thì đấy là em. Còn An Đông là người hoàn toàn khác mà phải rất là cảnh giác. Tôi đã nói trước rồi đấy nha. Nào đi. Cứ tin là cô đang rất hạnh phúc, nhưng mà tôi vẫn còn đang rất âm ức vì cái vụ đám cưới của cô. Cô đã không mời tôi nha. Thì em đã xin lỗi rồi. Rồi, cho qua. Giờ đi. Chào An Đông. Đây có phải là miếng mồi ngon dành cho con sư tử đang đói không? Trân trọng giới thiệu nha. Đây là Minh Trang. Tôi có thể cảm nhận dễ dàng. Hoa hậu trang sức ấy. Đấy. Tôi thấy chứ. Úi giời. Chào em. Úi giời ơi, cười kìa. Hiếp cười cứ tươi như hoa ấy. Này, bông hoa này chỉ có nở một lần trong một năm thôi. Ôi, nếu như mà tôi có một cái máy chụp ảnh bây giờ nhỉ, tôi chụp một phát ăn ngay ấy, lưu lại cho muôn đời sau. Mời, mời, mời ngồi, mời ngồi. Dạ. Hai người cứ nói chuyện thoải mái, tôi sẽ đi ra ngoài. Có điều là nếu có chuyện gì gay cấn quá thì em cứ chu chéo lên, hò hét lên, cứu tôi với, nhá. Tôi sẽ đến ứng cứu em ngay, nhá. Hai người ở lại an toàn và hết sức giữ gìn. Này, 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 đã xem cái bộ phim Người đẹp và mãnh thú chưa? Nhá, cảnh giác nhá. Bye. Lúc nào cũng dễ thương vậy. À, có chuyện gì mà hôm nay đến đây một mình nha? Chắc có cái gì đó nó tuyệt vời lắm phải không? Em xin lỗi vì sự đường đột của mình, nhưng mà em nghĩ những điều em nói ra không tuyệt vời như anh nghĩ đâu. Anh nghe đây. Mai Lan, có chuyện gì vậy? Cậu không thể đoán được chuyện gì xảy ra đâu. Bởi vậy người ta mới nói nhân bảo như thần bảo. Này, Hùng Long đã dẫn con bé Minh Trang đi vào phòng làm việc của Tổng Giám đốc An Đông. Thấy chưa? Tớ sẽ cho nó biết phải cư xử như thế nào cho phải phép. Đây, còn cái mẫu này á thì cần có một cái áo choàng ngoài bằng vải voan trong suốt và có những điểm nhấn quanh bụng bằng vải. Huyền Diệu. Huyền Diệu. À. Em xem bộ trang phục này hết khoảng bao nhiêu tiền?
Cái này chị Tâm cho em lại số liệu đi chị. Diệu ơi, em có làm sao không vậy? Nãy giờ chị nói em không nghe gì hết trơn hả? Em có nghe tại em ghi không kịp đó chị. Tôi thấy là mình làm việc hơi căng thẳng thôi, mình giải lao chút xíu đi. Ok, nghỉ giải lao một chút đi. Dạ. Vâng, vậy em qua văn phòng lấy tài liệu nha chị. Nói tóm lại là em muốn anh cho em mượn Hùng Long phải không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà em thì thật ra em chỉ muốn anh ấy giúp em về phần mỹ thuật và buổi biểu diễn thời trang của em mà thôi. Không tốn thời gian nhiều của anh ấy đâu. À Minh Trang à, rất là khó từ chối lời đề nghị của em. Thật ra thì Diệu, tới đây. Anh giới thiệu với em nha. Đây là Quyền Diệu, trợ lý của anh. Anh muốn em làm quen với Minh Trang. Chào chị, rất vui được làm quen. Rất là anh ạ. Anh ạ, em muốn tìm một vài tài liệu anh ạ. Lấy cho anh cái gì cho Minh Trang uống. Chị dùng gì ạ? Chị cho em xin một ly nước khoáng được rồi. Còn anh ạ? Cho anh phê đá đi ha. Vâng ạ. Không cần phải làm gì đâu, cứ ra quán kêu người ta mang vô. Thôi em làm được anh ạ. Mà anh đang đâu nè? Lúc nãy anh đang nói gì vậy? Huyền Diệu, anh đang đông có ở trong phòng không? Vâng, anh ấy đang ở trong phòng ạ. Ở trong đó với ai? Dạ, với cô Minh Trang ạ. Cô ta là bạn của cô đúng không? Sao chị lại hỏi vậy ạ? Đừng có giả vờ. Cô mà không biết cô ta thì còn ai nữa? Hả? Họ ở trong đó làm gì vậy? Tôi không biết ạ. Phần thưởng của em là mời được anh ăn đông đến dự buổi tiệc. Giống thư tống tiền quá ha. Chưa hết đâu, còn cái này nữa nè. Có cái này là tống tiền thiệt rồi. Xin lỗi, tôi có làm phiền hai người không? Không có gì đâu, anh định gọi cho em đó. Giới thiệu để hai người làm quen với nhau nha. Đây là Minh Trang, còn đây là Mai Lan, vợ sắp cưới của anh. Cảm ơn anh. Chào chị, rất vui được làm quen với chị Mai Lan. Rất vui được làm quen với chị. Hoa đẹp quá ha. Cái này của Minh Trang mang tới. Chị rất là biết cách xã giao nhỉ. Cô ấy tới đây để mời hai đứa mình đến dự buổi lễ ra mắt sản phẩm mới. Anh nghĩ là chắc anh với em cũng thích đấy đó. Tuyệt vời quá nhỉ. Em thấy anh rất là hứng thú với các sự kiện lễ lạt diễn ra thường xuyên ấy. Chị biết không, anh ăn đông ấy, đêm nào anh cũng bận bịu với cả các sự kiện và các bữa tiệc. Đêm nào cũng vậy. Cho nên chị mời anh ấy là đúng đấy. Chị Mai Lan à, chị cũng là khách mời mà. Em rất vui được đón tiếp hai anh chị. Cảm ơn chị nhé. Nhưng mà tôi không biết là sự có mặt của tôi thì có thích hợp và có tiện cho hai người hay không. Nhưng mà tôi không hứa là tôi sẽ đến đâu, cho nên chị đừng có bận tâm. Có chuyện gì vậy em? Có chuyện gì á? Em nghĩ cả ba chúng ta đều biết là có chuyện gì đang xảy ra với em chứ. Em đến đây không phải để nói với chuyện đó và cũng không hề có ý định là làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người. Em đến để hỏi về bảng tính phí các bộ sưu tập chi phí của thế nào. Đã xong chưa? Mạnh với lại Diệu với lại chị Tâm đang bàn ở trong phòng họp. Anh nghĩ chắc cũng sắp xong. Cảm ơn. Xin lỗi đã làm phiền. Mai Lan ạ. Cô bàn cái đó đi đâu đấy? Cho anh An Đông và chị Minh Trang ạ. Hay quá, cô rất có phẩm chất của một kẻ nô lệ đấy. Chuyện gì vậy Mai Lan? Đồ mèo mả ra đồng mới nói thì làm gì? Nói mình nghe coi. Đợi tí. Trời, nhìn mà Mai Lan kìa. Trời ơi, bà ghen mà hai cặp mắt bà đỏ luôn á, không kềm chế là đuôi luôn á. Không ghen mới là lạ. Chồng thì bị nhốt chung trong phòng như một khúc giò lụa mà nhìn nó mát mắt ơi là mát mắt. Ai nhìn cũng phải chảy nước miếng á. Và em cứ như là đã yêu, vẫn không thành ra tình đâu. Dẫu luôn là có nhau, tôi và em đúng hai người thân thì yêu thế nào? Thì yêu thế nào? Thì yêu làm sao? Giống như là hai vì sao, đêm đêm cũng sáng thôi. Có bao giờ xa được nhau? Vẫn không gần sẵn đâu.
bạn thân thế thôi, bạn thân thế thôi, người thân thế thôi, người thân thế thôi. Bên em những lúc vui đây, chia cùng em những tiếng cười. Bên em bao phút u buồn khóc. Em xinh hay xấu không cần, tôi nhìn em vẫn thân gần. Em và tôi thành đôi bạn thân không rời. Em và tôi một đôi. Bên em những lúc vui đây, chia cùng em những tiếng cười. Bên em bao phút u buồn khóc. Em xinh hay xấu không cần, tôi nhìn em vẫn thân gần. Em và tôi thành đôi bạn thân không rời. Em và tôi một đôi.